sao dòng vàng vậy đó chị? Chào Kiều Quỳnh nha, chào Quỳnh Loan nha. Em làm nhiệm vụ cho em cái hả, chia sẻ nha. Chào Lan Ngọc nha. Nay xi men có đủ ni mấy chị ơi, nay xi men hộ về đủ ni nha. Vô mấy chị ơi, vô mấy chị ơi, chia sẻ đi, chia sẻ like giúp em đi mấy chị, chia sẻ like giúp em đi mấy chị. Chào Lưu Thị Mơ nhé, chào Nguyễn Thi nhé. Chào Hoa Hướng Dương nhé. Vô mấy chị ơi, vô mấy chị ơi. Vụ án gì đây? Xi men bảng 1,5 ly, xi men bảng 1,5 ly 400k, bảng 1,5 ly 400k đủ size nha mấy chị. Còn bảng bảng 2,5 ly, bảng 2,5 ly nè, bảng 2,5 ly thì trời ơi, sao kỳ vậy ta. Chào Thúy Trần nha, bán 2,5 ly thì 500. Cái này 270 nha, đeo ngón giữa là 270. Vẫn đeo ngón giữa là 270. Đây.
Dây chuyền em nào mới có. Em vô anh bóc giùm đi. Ngô muội gì nè, ngô muội không có. Hôm bữa là chị xả đơn rồi, không có anh bóc, không biết đường chốt. Nga HN ni 15. Thì chị bán có hai mẫu đó thôi chứ đâu có nào khác. Tùy hưu nè. Nhẫn này nè. Đó, 15 16, tùy hưu cũng 15 16 luôn. Đây nha. Kuken gì nè. Đây là hai mẫu này 15 16, nhẫn cưới cũng 15 16 luôn, cái mẫu này cũng 15 16 luôn. Chiếc nhẫn mi 3 đẹp vừa tay y kha kha. Rồi cảm ơn em nha, cảm ơn em nhiều nha. Chiếc nào vừa ở giữa cho anh ta. Em đi máy em ơi, đi máy. Xin em đi máy, em đeo tay đi máy. Sao nó cứ nhảy 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 hoài luôn. Trời ơi, đeo vô được ngón tay rồi muốn bành ngón tay luôn. Bành ngón tay luôn. Đi nha. Đẹp quá mấy chị ơi, em nói thiệt. Đẹp hết sức tưởng tượng luôn, đẹp quá mức tưởng tượng luôn á. Cầm cái nhỏ này cho nó dễ đi, cầm cái nhỏ này cho dễ thấy sai. Ê, cầm cái này cho dễ thấy sai. Này đi 58 nè. Em có 58 nè. 54 55. 54 55. Rồi cái này 54 nè. Cái này 54 nè. Cái này 53 chứ không có 54 53. Mấy chị ơi, em nhắc rõ cho mấy chị rõ nha. Là có nghĩa là chốt kêu ni đúng chuẩn ni đàng hoàng nha. Rồi em đi chuẩn ni đàng hoàng nha, không có trao đổi gì hết, không có đổi trả gì hết nha. Chuẩn ni đàng hoàng. Nếu mà mấy chị đồ, nếu mà 55, nếu mà mấy chị muốn đổi là phải 50% nha. Chớ mà kêu ni là phải ni chuẩn á, chứ hàng mà đi tới đi lui là em không chịu đâu nghe. Cái này 55 nè. Cái này 55. Bé nhàng nè. Lắc đeo tay 1 triệu. Lắc đeo tay 1 triệu nhé, 2 chỉ rưỡi. Lắc đeo tay 1 triệu, 2 chỉ rưỡi. Ni 50. Ni 50 cũng một thầy lên 2 ly nè. Nói chung là cái mẫu nó là như vậy. Còn bạn nào muốn ni nào thì nói lên em lấy nha. Muốn ni nào thì nói em lấy nha. Đây nha, 400k một bộ 7 chiếc. 400k một bộ 7 chiếc. Cái này hàng hội nha mấy chị. Em thông báo đó là hàng hội 60kg ni mấy. 60kg chị cơ, 60kg chị không biết. Em lấy cái dây em quấn vòng cái cổ tay á. Ví dụ như em đo tới đây, em đeo ok nhiều á thì em đo trên này. Em chỉ đo trên này nè nha. Còn em xả là bao nhiêu cm. Xi măng giờ có bị ngứa không? Ngứa là do mình đấy em ơi. Bản vuông hả? Cái này bản bầu bầu á chứ không có vuông. Bản bầu á, còn bản vuông là đây. Bản vuông là 2 ly rưỡi. Bản vuông là 2 ly rưỡi nha. Simen về đó bốn trái, cái này đi có, cái này đi 47 có luôn nè. Đi nhỏ xíu xíu nè, ai có 47 nè. Có gì nhỏ xíu xíu nè. Nga. Xin. Bảy mười bốn hai mốt không có bán chín em ơi. Ni 52, ni 52 nhé. Cái này ni, cái này ni, cái này bản bản 2.5 ly là 500k. Bản 2.5 ly 500k nhé. Bản 2.5 ly 500k nha mấy chị ơi. Bản 2.5 ly 500k đó. 52 54 5, nói chung là 48 cho tới 56. 48 cho tới 56 đó mấy chị. 48 56. Rồi đó nha. Cái này 500, còn cái này 400. Em có một bộ, em có hai bộ hàng cao cấp nè. Em có hai bộ hàng cao cấp. Em có hai bộ hàng cao cấp hàng cũ 99%. 99% nha mấy chị. Hàng cao cấp nha. Này cái này hàng hội nè. Hàng hội là bên đây, hàng cao cấp là bên đây. Em coi lắc lắc nè em ơi. Có lắc lớn, lắc nhỏ, lắc nào? Coi lắc nào. Lắc lớn, lắc chung, lắc nhỏ. Đây nha, lắc này lắc lớn nè, lắc này lắc nhỏ nè.
Cái này là 1 triệu nha. Cái này là 1 triệu. Dòng cặp không có nha em ơi. Cái này là 1 triệu nè. Còn cái này là 1 triệu mấy ta không nhớ nữa. Chốt em 2 ly rưỡi. Ni 55 bản vuông. 2 bộ. Chốt 1 bộ hay 2 bộ bé Ngàn ơi. Chốt 1 bộ hay 2 bộ. Chốt 1 bộ 2 bộ bé Ngàn ơi. Năm sáu nha bé nhà, năm sáu. Năm sáu, năm tư chứ không có năm lăm nha. Năm tư, năm sáu. Bốn tám, năm mười. Năm ba. Năm ba. Một bộ. Hai bộ cao cấp Duy Minh. Duy Minh ơi, cao cấp đó là hai bộ đó là 3 triệu mấy, hai bộ này 3 triệu nha. Hai bộ này 3 triệu nha. Hai bộ này 3 triệu nha, cao cấp. Hai bộ này 3 triệu, còn bạn nào muốn chốt? Nếu mà chốt chính xác, em nhắc nhở là mấy chị nhắm chốt chính xác hả chốt nha. Chứ đừng rồi chốt bừa chốt đại rồi tới chừng xuống hè, xuống lên rồi mất tiêu mất tích á. Cảm thấy chính xác hả chốt? Mấy chị chứ theo dõi em thí dụ 1 ngày, 2 ngày chưa đủ tin tưởng, 3 ngày, 4 ngày, 5 nửa năm gì mấy chị hả chốt? Chốt rồi chốt chắc ăn giùm em, đừng có chốt bừa chốt đại rồi bỏ. Bé nhà nè. Nếu một bộ á thì lấy đi 54. Ni máy Nguyễn Phương ơi, ni máy. Ni máy mới được á. Không, cái đó chỉ có hai bộ, chị bán hai bộ chứ bán một bộ sao được. Có hai bộ à, bán hai bộ em ơi chứ không có bán một bộ được rồi. 2 4 6 7. Khóa nó là khóa hộp nha anh nhé. Khóa là khóa hộp. Rồi rồi để đo đi. Khóa là khóa hộp như vậy nha. Khóa là khóa hộp như vậy. Cái này chưa có gài lại nè. Mới gắn vô thôi chứ chưa có gài lại. Cái này ni 50 nha cả nhà ơi. Cái này ni 50, hàng cũ ni 50. Hàng cũ ni 50. Em có một bộ mới ni 50. Cái này không phải bộ mới mà là cái này ni 52, ni 52 là 10 chiếc mới nè. 10 chiếc mới ni 52 3 triệu. 10 chiếc mới ni 52 3 triệu. Lô Nguyễn hai bộ hàng hội. Ni 50 hàng hội, chị nói cho biết nghe Hà mà Lô Nguyễn ơi. Em đeo hàng cao cấp mà em còn chê nó cái màu nó giống đồng, nhưng mà hàng hội là hơi phiền lắm đó nghe. Hàng hội là nó hơi ấy nha. Hàng hội là nó không có bằng hàng cao cấp. Bởi vì nó có 400 500 một bộ rồi nha. Em đừng có hàng này gì chị, tại vì cái hàng này là hàng hội, chị nói trước hàng hội nha. Cái màu nó như vậy nó không có đẹp, như nó không có chuẩn vàng như màu cao cấp nha, cái nào chị nói trước. Ni 52 có 10 chiếc 3 triệu nè, Phương Nguyễn ơi có 10 chiếc 3 triệu. Không có hàng đặt 5 chỉ không có nha. Cái đó hàng đặt là em chỉ mua bạc si thôi, hoặc là hàng hội mới có hàng đặt, chứ còn nếu mà hàng cao cấp là nó hàng bọng gì không à, chứ không có hàng đặt nha. Em mới vô xe xi men cao là hàng cũ. Xi men hội bao nhiêu lâu mới không phai? Cái này cũng bảo hành không phai, bảo hành trọn đời không phai, nhưng mà lâu ngày phải mất làm mới lại. Lâu ngày phải làm mới lại. Đeo nó dơ thì mình phải làm mới lại, đem tiệm bạc quay bóng lại nha. Chứ nó phai là nó tuyệt đối nó không phai. Không phai. Còn cái này 400k nè mấy chị, 400k nha. Cái bộ 1 ly rưỡi 400k nha mấy chị. Đây 1 ly rưỡi 400k nha. Còn cái này là 2 ly rưỡi. Cái này là 2 ly rưỡi. Nó hơi bị đẹp nhé. Mọc này của HKT.
xước cái này mà bỏ cái này ra này. Chiếc chị mới cầm bao nhiêu? Lắc chị mới cầm bao nhiêu? Lắc mới cầm này là 1 triệu nha. Lắc mới cầm 1 triệu. Cái chiếc này thợ nó xước kéo nè. Thợ xước kéo nè. Nó cọ cọ trong này nè. Cái khách đeo cọ phía trong cái gì. Bảy trăm k. Ê, 1 triệu. Lắc này 1 triệu nha mấy chị. Lắc này 1 triệu. Dòng của chị là hàng cao cấp. Dòng của chị là hàng cao cấp. Bộ đó 2 triệu mấy một bộ. 2 triệu mấy một bộ. Cho coi bông tai móc câu. Cầu vòng ơi, móc tay. Cái bông tai vô anh móc giùm mới có mấy mấy bạn ơi. Chứ bây giờ không có lên bông tai. Vô anh móc giùm đi chụp hình gửi mẫu. Chứ không có lên bông tai. Em có một cái dây cũ nữa mấy chị. Dây mỏ vịt dây cũ nè. Dây mỏ vịt dây cũ nha. Mỏ vịt dây cũ 300k. Dây cũ 300k. Mỏ vịt dây cũ 300k nha mấy chị. Mỏ vịt cũ 300k nha. Đây, mỏ vịt cũ 300k. Chị nào chốt, chốt giúp em nha. Mỏ vịt cũ 300k. Chị chốt nhẫn cho em. Nhẫn gì em ơi? Chốt nhẫn gì mà ni máy? Ximen cao cấp không có đâu. Ximen cao cấp bây giờ là có cái này là ni có ni 50 nè. 52 nè. 54 có hết trơn à, 56 nè có hết trơn à. Mà đều 2 triệu, 2 triệu, 2 triệu mốt một bộ, nó không có rẻ. Còn cái hàng này thì nó rẻ, nó có 500, 400. Có đầy đủ hết. Bởi em lấy có này có kia để em thôi mấy chị hỏi. Nha. Cái này em vẫn bảo hành không phai, vẫn bảo hành không phai. Nhưng mà mình đeo mình chịu khó mình lau mình chùi thường á thì nó rất là đẹp. Nó rất là đẹp, nó rất là bóng vàng. Chứ mà đeo mà dơ rồi nó cũng dơ, cũng dơ hả. Nhẫn 24 không có nha. Nhẫn 24 không có. Cái dây này 6 tấc á mấy chị ơi. Dây này nó nhỏ mà nó dài ghê kinh khủng luôn. 6 tấc á. Nhỏ mà nó dài ghê luôn. Dài 6 tấc nè. 6 tấc nè mấy chị. 6 tấc cái dây này dây cũ nha. Em bán vừa dây vừa mặt luôn. Vừa dây vừa mặt luôn nha. 54 có 3 bộ. 54 có 3 bộ nha. 54 có 3 bộ. Cao cấp 2 ly 48 không có. Này. Vừa dây vừa mặt. Cái này em bán nhiêu ta? Vừa dây vừa mặt bán 500k. Dây mặt 500k mấy chị ơi. Dây mặt 500k, cái dây không là 400 mấy. Tại vì cái dây nó 6 tấc nó tới 400 mấy lần. Mà cái này em bán vừa dây vừa mặt dùm xin em Nga hay hàng hội. Nga có hàng hội có nha. Nga có hội có. Nga có hội có. Bạn ơi bạn vô shop vàng non là nó vàng non đó bạn. Mình khỏi cần hỏi tại vì mình cũng theo dõi cái like đó mình cũng biết là cái shop nó bán vàng non thì là người ta bán vàng non. Còn cái shop bán đồng là nó bán đồng. Ni năm mà em lấy nhẫn gì ni năm á. Em lấy nhẫn hạt dài hay gì. Rồi em chốt đơn vô lòng thảy cho xin số điện thoại lên luôn nha. Chốt đơn chọn mã, chọn số lên số điện thoại, lên mã lên số điện thoại nha. Giống bộ dòng chị đeo. Giống bộ dòng chị đeo đó thì cái mẫu y chang luôn. Mẫu y chang như luôn đây. Mẫu y chang như y chang bộ dòng luôn nha. Đó y chang luôn, cái này mới thì nó cũ thì nó gì. Còn ai mà muốn trả màu gì thì em làm màu gì luôn nha. Cái này là 2.050k một bộ. 2.050k một bộ mà đi 54. Ni 54 nha. Ni 54 2.050k. Cái này là hàng hội nha. Ý hàng cao cấp nha. Còn hàng hội thì nó mua 500k nè. 500k à, 400k. 400k. Đây ximen này là 400k nha. Ximen 400k bản 1 ly rưỡi. Bản 2 ly là 500k. Bản 2 ly rưỡi là 500k nha. Bởi nhầm chị á, cứ thấy hội đòi hồi thôi, đòi cao cấp mà đòi cao cấp rồi cái nghe cái giá có bắt đầu cái ngán. Bởi vì em có lấy này lấy kia cho mấy chị hết. Hỏi hỏi cái gì luôn. Nhầm chị á, sanh ra dành tuổi thanh xuân để hỏi. Có cái dây đang đeo 500k nha mấy chị. Dây đang đeo em đeo bán 500k. Đây nha.
Bộ 1,4 triệu, cái này 1,450 triệu, em bán 1,4 triệu. Set này 1,4 triệu nhé. Set màu đỏ 1,4 triệu, cái vòng nó đi 54, cái vòng đi 54. Hàng hội vẫn bảo hành đấy em ơi, bảo hành không phai nhé, bảo hành không phai nhé, nhưng mà đeo lâu thời gian cũng phải làm mới, cũng phải làm mới, quay bóng làm mới rồi lại. Sáu mươi bảy, 76 kg, 76 kg, không biết vừa không à, 76 kg to lắm, 76 kg to lắm nha. 76 kg là cỡ 19-20 cm, mã này có 17 à nha, có 17, 16, 17 gì à. Xi men hội có bảng lớn không để em chốt? Có bảng gì đó em, có bảng 2,5 ly nha, có bảng 2,5 ly, có bảng 2,5 ly xi men hội á. Nhẫn chị đeo ngón, nhẫn chị đeo ngón là gì? Đeo nhóc chân nhẫn là biết với nào đâu chốt. Chốt phải nói đi, nói cặn kẽ đàng hoàng quá, nói cặn kẽ mấy chị ơi. Nói cho cặn kẽ, nhẫn nào mới đương chốt. Có đi 52 nha, có đi 52 nha, Lê Thi nè. Kiền cũ nha mấy chị, cái kiền cũ. Kiền cũ 500k, ai cứ giúp giúp em. Kiền cũ 500k nha mấy chị. Kiền cũ 500k. Đẹp lắm, đẹp. Người ta kiếm hàng cũ kiếm. Kiền cũ 500k nha. Chốt đơn vô lòng thải cho xin số điện thoại mấy chị ơi. Chốt đơn thải số điện thoại mới lên đơn nha. Có đơn, có số điện thoại mới có đơn. Đi 54 hai bộ. Rồi. Vừa kiền vừa mặt luôn chỉ có 750 thôi mấy chị, vừa kiền vừa mặt luôn chỉ có 750 thôi. Nguyễn Kiều. 0343234388 2, 4, 6, 8, 10. Gì? Chị lại bán dây mặt còn rẻ, bán qua Zalo còn mắc. Không phải, không có bán cái nào mà khác giá hết. Tại cái này là hàng cũ em biết không, hàng cũ nha. Cái cũ này 500k chứ cái kiền mới này 1 triệu em nhé. Cái kiền này là 1 triệu em nhé. Rồi rồi, cảm ơn Kim Liên. Em bán hàng đâu đó chuẩn đàng hoàng. Cái nào mà nó rẻ là nó có vấn đề, nó cũ nó mới rẻ. Em bán hàng đâu đó đàng cũ chuẩn đàng hoàng chứ không ấy. Ai có gì thì thắc mắc, mua cái gì đó thắc mắc lại cho em chính xác. Chứ em bán đâu ra đó. Cái kiền là em báo cũ 6525. Đây thi nè. Ủa Lê Thi lấy cái gì á? Lê Thi lấy cái gì á? Thảo vỏ. Thảo vỏ có inbox không? À, 400. 400 một bộ 7 chiếc, 500 một bộ. 507 chiếc, 407 chiếc, nó hai loại, lấy loại nào? Đi 52 hai bộ, tiền nhiêu vậy?
Cái này là 400, một loại 500, một loại 400, lấy loại nào này? Này, một loại 400, một loại 500. Đẹp lắm mấy chị ơi. Một loại này 500 nha, còn loại này 400. Đây nè. Cái này 1 ly rưỡi. Loại này 2 ly. Không có Zalo và Facebook, không có Zalo và Facebook làm sao mà check in đây? Nguyễn Kiều lấy cái nào? Không có Facebook, không có Zalo, Facebook làm sao mà chốt? Lê Thị nè, Lê Thi này chốt cái nào á? Lê Thi chốt cái nào á? Chốt cái nào, chốt lắc hay là kiền cũ hiệu HN? Kiền cũ HN. Chiếc nhẫn hộp đỏ này 270, chiếc nhẫn hộp đỏ 270. Còn cái này bên đây là 220 nè, cái này bên đây là 220 nè. Đi ra. Em sale là 220. Simen ni 52 2 bộ nhiêu tiền? Một bộ 400, một bộ 500 đó. Nga ni 50 có 2 bộ đó Thảo, Thảo Trần ơi. Có 2 bộ cũ nha. Có 2 bộ cũ ni 50, có 2 bộ cũ ni 50 nha. Có 2 bộ cũ ni 50. Hai bộ cũ nha mấy chị, hai bộ cũ. Ni 50, hai bộ cũ. Hai bộ cũ này 3 triệu. Em lấy lắc 52 hỏi đeo mấy bộ xi men. À, cái tay thì chị đeo 4 bộ xi men, cái tay chị đeo 4 bộ nha. Không có Facebook sao mà xem được. Trời ơi, nói chi cho nó mệt. Nói chi cho nó mệt. Lon Nguyễn ơi, em ok không? Ok những lời chị nói không? Chị nói là những cái hàng hội nó không có bằng hàng cao cấp, nghe em mua hàng cao cấp mà em còn nói như vậy. Còn nếu mà em mua hàng hội là nó phải phiền chút xíu. Em chốt đơn hãy cho xin số điện thoại. Có số điện thoại là có đơn mấy chị, có số điện thoại là có đơn. Có xi men cao cấp, nhưng xi men cao cấp là nó 2 triệu mấy đó, được không á? Chào Đặng Thị nghe, Kim Sa Đặng Thị, chào Kim Sa Đặng Thị. Đây. Em mua một bộ được không? Không, cái đó, cái hàng cũ đó có 2 bộ à, 2 bộ đó 3 triệu đó. 2 bộ này em bán 3 triệu nè. Đó, ai chốt giúp em. Hàng cao cấp nha. Còn cái hàng này là một bộ 500k, mua mấy bộ có mấy bộ. Mua mấy bộ có mấy bộ, một bộ 500k nha. Một bộ 500k. Kiểu hộp đỏ có màu xanh. Có màu riêu được không gái ơi? Có màu riêu nha. Có màu riêu, màu tím, màu riêu, màu tím, màu đen, màu trắng, màu vàng, màu trà. Đây nha. 271 chiếc, 271 chiếc nha. 271 chiếc. 271 chiếc. Có chốt đơn là có gửi rồi á. Có chốt đơn chưa? Có chốt đơn là có gửi rồi đó. Cái kiền với cái mặt 750 nha mấy chị. Kiền với mặt 750, kiền cũ nghe nha. Kiền cũ mặt mới. Kiền cũ mặt mới. Kiền với mặt 750. Em có dây lá me nè, em có dây lá me nè, dẫn bài ca lá me nè, có ai chốt dây lá me không? Dây lá me nghe mấy chị ơi, dây lá me 300k một dây. Một dây lá me 300k nhé. 300k. Xem dòng gì? Dòng gì, nói giùm chị, hú giùm chị một cái xem dòng gì. Cũ ni 50 là hàng Nga, hàng HN nha. Hàng HN chốt đơn vô lòng thải cho xin số điện thoại. Hello Nguyễn ơi, em chốt đơn vô lòng thải cho xin số điện thoại nha. Nếu có số điện thoại mới có đơn. Bộ 500k mình xài nước thoải mái. Cứ xài thoải mái như là 18 bình thường. Cứ xài thoải mái bình thường. Nhưng mà chịu khó nó dơ, mình lau chùi thường xuyên chút xíu. Nó hơi cực chút xíu. Cái này thí dụ một ngày á, mình lau 2-3 lần thôi, 2-3 lần, còn nói là mình lau một ngày 6-7 lần, lau thường xuyên vậy đó. Đi ra vô xài nước mình lau thường xuyên là nó sạch sẽ chứ không gì hết trơn á. Đây nha. Nó mình càng lau nó càng bóng chứ không gì. Chị xem hàng cao cấp có bản 3 ly không? Không có nha. Hàng cao cấp là còn là 1 ly rưỡi không mà người ta còn ngán tiền nữa. Lắc nam không? Có lắc nam, lắc hộp đó, có lắc hộp to đó. Vàng có 2 màu không? 2 màu là vô hàng si á. Vàng có 2 màu hả? Đúng rồi, cái màu này không phải 2 màu mà là hàng
hàng hàng hàng hội, còn hàng này hàng thường nè, hàng này hàng thường, còn hàng này hàng cao cấp thì cái màu nó đẹp hơn. Chào Tiền Quỳnh nha, Lắc Nam, Lắc Nam đem lên Lắc Nam. Bộ 500k xài nước thoải mái, xài nước thoải mái. Mấy chị ơi, em lên một câu, một câu một nha, em nói gì nè nha. Nói chung là cao cấp, tất cả hàng cao cấp hàng thường gì cũng vậy, không thay, không sạm màu, không gì hết đó. Em vẫn bán với cái mức là thu vô 50%, có cái mức là đổi lại 50% nha. Cho em nhẫn xanh đi 17, nhẫn xanh đi 16, không có 17 em ơi. Nhẫn xanh 16 không có 17. Mấy chị đừng hỏi em là vàng gì mà lò phai hay không, rồi có sao, đừng hỏi em nữa nha. Em trả lời đi cũng mệt, cũng mệt lắm. À, Hồng Lo Nguyễn nè, Lo Nguyễn chốt cái gì? Lo Nguyễn chốt cái gì? 09 0931 8088. Lo Nguyễn nè, Lo Nguyễn thảy cái gì lên? Ý lấy cái gì hồi nãy nè? Ba bộ gì ni 54 đúng không? Lắc Nam. Lắc Nam này 1 triệu 1 triệu tư nha. 1 triệu tư, Lắc N 1 triệu 450. Lắc N 1 triệu 450, Lắc Nam 1 triệu tư. 1 triệu 450. 1 triệu 450. Còn Lắc to này là 1 triệu tư nha. Lắc to này 1 triệu tư. To 1 triệu tư. Cao cấp có một bộ là ni 50, ni 56, 56 còn 1 bộ á. Ni 56 còn 1 bộ mấy chị ơi. Ni 56 còn 1 bộ. Còn cái này em có 10 chiếc nè. Cái này em có 10 chiếc nè. 10 chiếc 3 triệu. Hàng cao cấp thì nó mắc đó nghe mấy chị. Hàng cao cấp mắc. Bởi vì có hội thì mới hỏi mấy chị hỏi cao cấp, mà có cao cấp mấy chị hỏi hội. Bây giờ em có đủ hết, còn ai hỏi gì nữa không? Nghe truyền bao nhiêu? Xi men bản tròn không? Có bản bầu bầu, không có bản tròn em ơi. Nè bản này nè, nó bầu bầu vậy nè. Cộng dây chuyền 300k em đang cầm là dây lá me 300k nha mấy chị. Dây lá me 300k, 300k dây lá me nha. Đây. Cái bản như vậy nè mấy chị. Cái bản nó bầu bầu như vậy nha, 400k một bộ 7 chiếc 400k nha. Hàng thường, cái này bộ 7 chiếc 400k nha. Kiền cổ vừa kiền vừa mặc luôn là 750, cái đó là hàng cũ nha. Kiền là kiền cũ, mặc là mặc mới, vừa kiền vừa mặc là 750, nếu kiền không là nó 500k. Nếu kiền không nó 500k. Tư đi 52. Này đi 54 rồi. Lấy bộ 4 hay bộ 3? Ơi bộ 5 mà Lo Nguyễn ơi, lấy bộ 4 hay bộ 5? 400k hay 500k? Bỏ đi 52 nè. Cái này 1 triệu 6 mấy. Ê, cái mồi này 1 triệu 450. 1 triệu 450. 1 triệu 450. Mấy chị ơi, qua inbox chốt đơn em, inbox nghe mấy chị. Inbox xong rồi em chụp hình gửi mẫu qua cho chứ, gửi em cân đâu đó đàng hoàng, em chụp cho mấy chị xem. Em chụp cho mấy chị xem nha. Không em ơi, chị nói một câu rồi hồi nãy gì, em hỏi rồi hồi nãy chị nói rồi. Có ni 50 nha, có ni 50. Nãy là cái gì lon gì đó hỏi cái gì là ni 50, ni 50 mà 4 ly hay là 5 ly? Ý bo 32 ly rưỡi à, 1 ly rưỡi. Này có ni 50 nè, ni 50 400k nha. Ni 50 400k. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Không phải bản tròn nha gái. Không phải bản tròn nha, không phải bản tròn nha, mà là bản bầu bầu nha. Không phải bản tròn mà bản bầu bầu á. Quần của em là bản tròn á.
vậy đó hả? Cái đó là mình, cái đó là vô shop đó, cái đó mình vô shop đó đó, mình theo dõi shop đó lâu thật lâu coi như thế nào, theo dõi shop đó lâu thật lâu như thế nào. Ba bộ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Thì ba bộ này Loan Hồng Nguyễn ơi, 500k đi 50. Loan hỏi Loan Nguyễn chốt ba bộ hết rồi, đi 50 hết rồi, còn 48. Có 48 nha, có 48 nha Kim Mỹ ơi. Shop nào ở đâu đâu chứ shop nhà em hồi đó giờ không có mặn ăn sống nhăn gì nghe mấy chị. Chỗ nào nó ra chỗ nấy, còn shop em không có mặn ăn sống nhăn gì. Để coi coi. Đây còn đây nè, còn đi 50 nè nha. Còn đi 50. Đi 50 nè. Gửi cho em bộ xi măng đi 50, đi 500, cả 5 trái và ấy 500 nè. 2 4 5. Rồi còn ai 50 nữa không? Còn ai 50 không? Bên đây 50 nhiều. 2, 4, 6, 8, 10. Đẹp lắm mấy chị ơi. Nè, 50 rất là đẹp nha. Bình yên nè. Không, 3, 5, 8, 4, 2, 4, 7, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10. Bình yên. Những cái shop mà, những cái shop mà người ta không cho chụp màn hình nền của trên trang của người ta đó, những cái shop nhà em là cho thoải mái. Có nhẫn hoa ni 5 không? Có nha. Nhẫn hoa này ni 5 nè. Chiếc nhẫn có nhẫn hoa ni 5. Có đi 5, nhẫn hoa này 450, nhẫn ngọc 450 nha. Bản vuông 2 đi rưỡi nha. 2 đi rưỡi. Không có em ơi, như lời em nói là không có. Vậy đi 50, 2 bộ 400k. Là kim mỹ vàng non nè. Cho kim mỹ nè. Đi 50 là 2 bộ 400k. Rồi lấy bản lớn rồi em ơi. Lấy bản lớn rồi nha. Hai, bốn, sáu, tám, mười, mười hai, mười bốn. Còn ai gì nữa không mấy chị ơi? Còn ai cái gì nữa không? 300k nha mấy chị. 300k dây lá me 300k nha. Dây lá me 300k nha. Dây lá me 300k. Dây lá me 300k nha. Con gái của mẹ chốt đơn thẳng cho xin số điện thoại. Con gái của mẹ ơi, đổi kia bù nha chị. Rồi rồi rồi, khi nào hàng tới thì chị nhận hàng rồi chị sẽ đổi nha. Khi nào hàng tới nhận hàng chị sẽ đổi. Xi măng bao nhiêu vậy? 400, 500. Xi măng 400, 500 nha. Cái này hàng thường nha mấy chị. Hàng này 500 một bộ nè. Hàng này 500 một bộ nè. Bản 2 ly rưỡi. Bản 2 ly rưỡi nha mấy chị. Còn cái này là 400 nha. Còn này 400. 400 một ly rưỡi. Một ly rưỡi 400 một ly rưỡi nha. Đẹp lắm mấy chị ơi. Đẹp lắm. Em một bộ đi 50 bản nhỏ cho Tôn Quyền nè. Tôn Tuyền. Em cái tay em đi mấy á? Đi 50 phải không? Đi 50 còn 2 bộ em lấy giùm chị đi. 4, 6, 8, 10, 12, 14. Còn 2 bộ lấy giùm chị đi được không? Dòng em 48 không? Dòng em 48 hay gì tiền ơi?
Nhưng mà cái Tiền Quỳnh nè, bây giờ là cái hàng này, hàng nó bản nó bầu bầu nghe, của em là bản tròn, nó hơi nghịch nên được không? Nhưng mình chen vô được không? Cần Thơ ngày mơ là nhận được nha, ngày mơ là nhận được. Ủa bữa nay đi ngày mơ nhận được, có nghĩa là ngày mơ đi đơn là ngày mốt nhận được. Xi-men em đeo tay là nó 2 triệu, nó đây nè, em có nè. Xi-men em đeo tay đây. Xi-men em đeo tay là 2.050.000. Rồi rồi, đi 50, chị lấy đi 50 rồi. Chị lấy đi 50 rồi. Lấy thêm một bộ đi 50. Tổng cộng 3 bộ. Hết trơn rồi em. Chị còn 48 nè. Chị còn 4852. Còn 4852. Trời ơi, cái này em có 58 luôn mấy chị. Cái này em có 58 luôn nè. 58 luôn á. Giờ còn 48 với 52, 52, 54. Còn 48, 52, 54, 56. Còn 48, 52, 54, 56. Tất cả hàng nào cũng bảo đảm hết trơn á chị. Tất cả hàng nào cũng bảo đảm hết. Mà có cái là cái màu nó như gì, cái màu này là nó như gì, còn màu này là nó như gì. Nó đậm hơn một tí. Nó đậm hơn một tí nha. Không, không có em ơi. Chỉ có về có 2 mẫu thôi. Chị về có 2 mẫu thôi. Chị Lê Minh nè, chị Lê Minh. Xi-men đeo tay không có đi 50 nha. Xi-men đeo tay có một bộ đi 54 à. Chị Lê Minh chốt đơn vui lòng thảy cho em xin số điện thoại chị ơi. Chốt đơn vui lòng thảy cho em xin số điện thoại mấy chị ơi. Mấy chị ơi, có số điện thoại mới có đơn, không có số điện thoại làm sao có đơn. Một là số điện thoại, hai là đừng hỏi hàng có file hay không. Em đậu cái kiểu đó dữ lắm. Cái gì? Sao nãy đi 48 nữa hết? Không. Nói đi 52 bên đây, nói đi 50 bên đây hết. Nói đi 50 bản to hết. Này đi 48 nè, bây giờ em lấy 48 là gì? Em có 48 mà em lấy 48 là gì? Đâu có. Trời ơi, cái hàng 48 đây. Cái hàng nói hết rồi để đeo hồi làm gì ông nội. Hàng 48 đây. Rồi 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 rồi, lấy 48 3 bộ phải không? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Trời ơi, còn bộ lấy luôn cho rồi. Còn bộ lấy luôn cho rồi. Vậy lấy bản to cho em 2 bộ. Với lại cái này 48. Sáu mươi hai ký chắc chị đeo như 17, 16 như 16 hố áp á. Rồi này hai bộ đi 50. Hai. Ủa em bên đây là lấy hai bộ 48 hả? Nhỏ lấy hai bộ 48 hả? Rồi lấy 2 bộ 48 nè. Đúng rồi, hàng hội nha em.
hàng hội nha. Như là tất cả thì em bán hàng cao cấp hết, chỉ có xi men này em bán hàng hội. Tại vì nhiều chị người ta muốn nhu cầu xi men, thành ra cái kia người ta cũng không có xứng với túi tiền người ta. Người ta mua cái này 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Rồi đi 16 cho Nguyễn Thi nè. Chị đeo quán giữa hả? Chị đeo quán giữa để em lấy ni 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 ấy cho chị. Không. 0 3 3 5 3 0 6 0 0 6. Nguyễn Thi. Cái chiếc em thấy đâu rồi ta? Đây nè. Chị Lê Minh đeo ngón giữa. Cái ngón giữa có ni này nè, có ni to. Ni to chứ cũng ni 7 á. Ni to cũng ni 7 á. Chị Lê Minh ơi, chốt đơn vui lòng thảy cho xin số điện thoại nha. Chốt đơn vui lòng thảy cho em xin số điện thoại. Em chị em ơi, chị nói là có xi men cao cấp ni 52. Ni 52 hai bộ cũ nó na 3 triệu. Á à, em chốt cái nào em chốt giùm chị nghe, em đừng lăn tăn nha. Nó nhiều khi hỏi trong máy hỏi nhiều quá, nhưng chị hỏi nhiều quá, hỏi xem không trả lời. Tại vì em là gì? Em là gì đó, em ít nói lắm. Nhiều người ở trong lấy những cái trang ở đâu á, lấy trang ở đâu ngoài đường, không phải cái thảy vô trang bình hỏi có không, có không. Em cũng không thèm trả lời luôn. Rồi cứ một mặt là chửi em một mát luôn. Em cũng không thèm trả lời luôn. À, chị gì? Chị Lê Minh nè, Lê Minh ơi, chị ơi cho xin số điện thoại. Lê Minh gì đó. Xi men 56 bản 3 ly, chị yêu 2 ly rưỡi em ơi, có 2 ly rưỡi chứ không có 3 ly. Có 2 ly rưỡi nha, có 2 ly rưỡi chứ không có 3 ly. Xi 56 2 ly rưỡi nha. Chị 1m52 cân nặng 60 kg, muốn đeo 3 bộ ni mấy. Nói chung là lấy cái dây quấn cái cổ tay. 3 bộ là nó lên cầm tới đây, là quấn cổ tay lên tới đây. Quấn sát vô là nó bao nhiêu cm rồi bắt đầu xả ra. Rồi báo cho mình biết. Báo cho mình biết nha. 56 bản 3 ly, 56 bản 3 ly. 58 nè, 56 nè. Hôm kia em đặt hai bộ men với chiếc nhẫn tùy hưu, có giữ cho em chưa? Xu gì ờ, cái xu này nè, hôm hổm là không có điện, không có liên lạc được, không có liên lạc được. Cái này đi 56 nè, hai bộ đi 56 nè. Cái ô xu gì nè, hôm bữa là không có chốt đơn được, không có liên lạc được, rồi làm sao mà chốt ông nội ơi, biết đường đâu mà giữ. Nói chung là em không có giữ đơn mấy chị ơi. Em ngày nào em tính ngày nấy à, em đi gụp lẹ ngày nấy à. Cho mặt hộp xanh giống nhẫn ngón trỏ. À cái này đó hả? Cái này đó hả? Tối ngày thằng áo với thằng quần không. Tối ngày à, cái này cái đầm nó chứ không phải cái áo đâu. Bản 2 ly rưỡi không có lớn đâu em ơi, bản 2 ly rưỡi à. Chị Lê Hoàng Minh nè, không chốt đơn. Gậu quá à, em xin số điện thoại còn hơn em xin tiền nữa mấy chị. Em xin số điện thoại còn hơn xin tiền nữa. Không có sổ, không có số điện thoại thì sao mà lên đơn được. Mấy chị chấp nhận chốt rồi mấy chị cho em xin số điện thoại, không có số điện thoại làm sao em chốt đơn được mấy chị? Chốt bằng lòng tin nè. Lớp chốt bằng tự tin nè, làm sao mà biết mấy chị đó mà chốt đơn đây. Đây, bản 2 ly rưỡi. Bản 2 ly rưỡi, bản 3 ly, 3 ly rưỡi mới là bản lớn nha. Bản này 2 ly rưỡi nó không có lớn đâu em ơi. Bản 2 ly rưỡi là nó vừa chứ nó không có lớn. Còn cái này bản ly rưỡi bản nhỏ nè. Bản ly rưỡi bản nhỏ. Một ly rưỡi bản nhỏ nha. Ôi nó đẹp. Nó đẹp quá mấy chị ơi. Nghe, nó đẹp quá mấy chị ơi. Chị xem Mi Messi Mi 58. Mi 58 đây. 58 đây nha. Mi 58
cũng 500k lấy cũng 500k một bộ luôn, ni 58 2 ly rưỡi. Ni 58 nha. Bây giờ ni 48 cũng 500k mà ni 58 cũng 500k nữa, mình mua 58 mình đeo cho nó đã. 58 đeo cho nó đã đi mấy chị. Tôi xứng đáng đồng tiền, như hình như là 58 có 2 bộ à. 2 4 6 8 10 12 14 có 2 bộ à. Không, cái hàng này của Nga, của cái này của hội nha. Cái hàng này hàng thường nha. Cái này hàng hội. Ở đâu mà 400k một có 500k một bộ mà hàng Nga vậy ông nội. Giờ là 2 triệu mấy một bộ mà còn không ra bán nữa kìa, nó không thèm ra nữa kìa. Dòng lưới hàng hội có không chị? Dòng lưới hàng hội có 1 chiếc nè, có 1 chiếc 800k xả nè. Mặt ngọc trai, mặt ngọc xanh to ngón giữa. Rồi ngón này các bạn, ngón kia rồi em đổi tới đổi lui với em sẵn luôn. Mặt ngọc xanh ngón giữa nè. Hồng xanh ngón giữa nè. Bán 1 ly rưỡi hả? Bán 1 ly rưỡi để xem coi. 0941707498. Bộ bộ 500, bộ 400, ai muốn chốt gì thì chốt nó chị ơi. Bộ 500, bộ 400 để coi coi 58 có không. 58 có không? Không có nha, 56 không mà nha. Có 56 nha, còn cái này là chỉ có cái này là ni 58 thôi. Chỉ có 58 ha. Ni 58 chỉ có 2 bộ thôi. Ni 58 chỉ có 2 bộ thôi, không có 3 bộ. Chỉ có 2 bộ thôi mấy chị ơi. Không có 3 bộ nha. Em kiếm này coi cái này phải 58 không ta? Đây này 58 nè. 58 mà cũng 2 bộ à. 58 cũng 2 bộ à. Bên đây 2 bộ, bên đây 2 bộ, 58 có 2 bộ à mấy chị ơi. Dòng lưới ni 50, dòng lưới ni 56 chứ không có 50. Dòng lưới đó 800k đó. Bản bự không có bản bự nha, có bản vừa nè, có bản vừa với bản nhỏ nè. Cái này là 400k, còn cái này là nó 500k 7 chiếc nha mấy chị. 400k với 500k. Quay tới quay lui em chưa chia sẻ căn nhà hay gì á. Nãy giờ không thấy khách quen vô. Chị chốt cho em 2 bộ đi 58. Bạn lớn chưa chị? Ai vậy? Rồi chị chốt rồi, chị chốt rồi. Chị, em ơi mặt ngọc xanh giống nón trỏ tay trái. Là sao chị? Và kết cuộc chị chốt cái bông mai hay chốt cái mặt ngọc xanh? Hai cái này chị chốt cái nào? Chị nói em một tiếng đi, đừng cho em biết để em đổi hoài nè. Đây hai cái nè. Một cái này 300k, cái này 450, chị chốt cái nào? Cái này là thạch, cái này là ngọc, chị chốt cái nào? 300k, 450, chị chốt cái nào chốt giúp em nha. Chị chốt mà, chốt cái nào chốt giúp em. Để em thấy ra thể vô riết rồi không biết chốt cái nào luôn. Đây nha. Cái dây lá me 300k mấy chị, dây lá me 300k cô collagen em bán nãy giờ mà em quên cái vụ collagen của em. Ai muốn đẹp da, ai muốn đẹp da mà muốn trắng á thì vô đội em. 250 một hộp, 250. Em muốn hết, em muốn hiệu quả em mới bán nha mấy chị. Chứ em không có bán cái này. Mấy năm em không có bán cái này rồi đó giờ. Mà em thấy em bán hiệu quả em mới bán. Cái này là 800k nghe, dòng lưới 800k. Dòng lưới 800k. Cái này 300k nè, 300k, 300k nha, 300k. Đây nha, lắc xích 300k, lá me 300k, lắc xích 300k, lá me 300k, trái khế 400k. Trái khế 400k nha. Trái khế 400k, em có dây cũ nè, em có dây cũ nè, em lên ráo nè. Rồi lấy 300k đúng không? Rồi chốt 300k. Dây cũ nè. Dây cũ em lên dây cũ cho mấy chị xem. Cái dây cũ nè, dây cũ 700k, ai chốt giúp em dây cũ 700k nha. Ai chốt giúp em dây cũ 700k. Cái này 2 chỉ rưỡi nè mấy chị. 2 chỉ rưỡi nè. Dây cũ 700k chốt giúp em nha. Dây cũ 700k, em có dây cũ này nhỏ nữa nè. Em có dây cũ nhỏ nữa nè. Nhỏ xíu xíu nè. Xi men bản lớn chút không có, em có là ni 1/2 với 2/2, không có lớn nữa, không có lớn nữa. Cái này là em bán cộng này là như 450 đi mấy chị. Ok.
450 đi, 450. 450, 450 nha. Đây nghe dây cũ 450 ai chốt giúp em. Dây cũ này hồi nãy nói nhiều quá. Nói nhiều quên mất tiêu rồi. 700k, 450. 700, 450. Đó ai chốt nào chốt giúp em cái 700 cái 450. Em còn chiếc màu riêu nữa nè, em còn chiếc màu riêu nè. Hơi bị đẹp nha mấy chị. 270 hàng cũ về ầm ầm luôn à, hàng cũ về ầm ầm luôn. Cái này 350 nè, đắt ngà 350 nè, chị nào chốt giúp em đắt ngà 350 nha mấy chị, đắt ngà 350 nha, đắt ngà 350, đắt ngà 350, 350. 700, 700 cho Quỳnh Tiền nè. Quỳnh Tiền em có cái dây rồi mà, Quỳnh Tiền em có cái dây rồi mà, Tiền Quỳnh nè, có cái dây 700 rồi. Đây nè, có cái dây 700 rồi nè, có cái dây 700 rồi hôm bữa đó. Mấy chị chốt đơn có số điện thoại là có đơn nha mấy chị, có số điện thoại là có đơn. Có số điện thoại là có đơn nha mấy chị ơi. Em có một chiếc nhẫn bi to đùng luôn nè, ai tay to, ai tay to vô đây. Rồi, cho con gái của mẹ nè. 078968 vô inbox Zalo giùm chị nghe con gái của mẹ ơi. Hình như là em là khách cũ đó, nhưng mà em vô em vẫy tay giùm chị đi. À đúng rồi, rồi. Mới giờ này mà ngáp gì trời. Dây mặt 500k nha mấy chị, dây mặt 500k. Cái dây này nó dài đậm đục nha, cái dây này nó dài lắm nha. Dây mặt 500k nha mấy chị, dài dữ lắm, dài. Dây này hình như là 5 tấc rưỡi, 6 tấc gì đó. Cái dây này 6 tấc nè. Dây mặt 500k, dây 6 tấc nha. Ai muốn dài nhỏ thì vô đây. Hôm bữa là có chị nào hỏi là dài nhỏ nè, em vẫy tay trong Zalo chứ em vẫy tay Facebook. Vẫy tay trong Zalo á. Cement có bản 2 ly rưỡi à, chứ không có bản lớn nha bạn ơi. Cement có bản 2 ly rưỡi nha. Rồi rồi, chị cảm ơn em. Chị cảm ơn em nhiều. Chị cảm ơn em gái nhiều. Mới giờ này mà như xì ke ngáp lên ngáp xuống mấy chị ơi. Đây nghe, lá me 300k, lá me 300k. Còn dây này 450 nè, ai chốt chốt giúp em. Ai chốt giúp em nha, chị nào không chốt hồi nữa em sụt nữa. Chị nào không chốt hồi em sụt nữa. Đây nghe. 450, 450. Dây mo nhỏ nè, 450 rất là đẹp, 1.7 á. Đúng rồi, chị hay bị lộn. Nói rồi quên mất tiêu. Bởi vậy nhầm chị cứ hỏi tra áp. Nói bên đây là em quên bên kia mất tiêu rồi. Trời nhá máy chị trời, đang like nhá máy. Em có cái vòng này nè, cái vòng này nó cũ nè. Nó cũ em bán rẻ cho nè. Cái này là em nói cho mấy chị nghe nha. Cái này là nó bị gãy. Xưởng nó hàng nè. Đây, xưởng nó hàng. Cái người đeo này là người ta rất là tin dị đoan, người ta nói là đeo cái này là làm ăn được, thành ra có dây sắn gì không, có dây sắn, có dây này không à, có thiên lập.
không có 3 ly rưỡi, có 2 ly rưỡi, không có 3 ly rưỡi nha. Người ta nói cái này mà ăn được nè, người ta không có bỏ nè, gãy người ta vẫn hàng lại nè. Đây nha, đây nè, cái này là dây 450 mấy tóc. Năm tấc 2, dây 450 5 tấc 2. 5 tấc 2, 5 tấc 2 nha mấy chị, dây 450 5 tấc 2. 5 tấc 2. Cái vòng này em bán 300k này, chị nào chốt giúp em mấy chị. Vòng này em bán 300k nè. Em bán 300k vòng cũ. Thôi bán 200k luôn thôi, em bán 200k thôi. Cái này nó ngay cái dấu này là dấu hàng nha mấy chị ơi. Dấu này là dấu hàng nha. Nè, mấy chị nào xem giùm em dấu này dấu hàng. Cái gì em trả lại công ty em bán vẫn được giá 200 mấy 300, nhưng mà em bán đây nè nghe, 200k dòng cũ, 200k dòng cũ, 200k dòng cũ, 200k nha mấy chị ơi. Em có vòng cũ thì 350 nữa nè, có vòng cũ thì 350, vòng cũ 350 nha. Em có một dây nhỏ nè, em có một dây nhỏ nè nghe mấy chị, 4 tấc rưỡi, dây nhỏ nè, 4 tấc rưỡi, vòng 200 cho Nguyễn Thi nè. Vòng đó là nó có dấu chấm hàng nha Nguyễn Thi ơi, 078, nó rẻ bèo luôn, rẻ như vàng si luôn rồi còn gì nữa, quá rẻ luôn á. 5304339 Nguyễn Thi. Xi men có nha, xi men có nha, ni máy, ni máy với ni mi máy. Vòng 200k hết rồi. Cái đó nó đa năng, em muốn bóp tới đâu cũng được trơn á. Em muốn bóp tới đâu cũng được trơn á Nguyễn Thi ơi. Em muốn bóp tới đâu cũng được hết. Lắp 300k dây khế, 300k dây lá me, 300k quên nó lộn, dây lá me 300k. Nhẫn hộp dưa màu xanh bao nhiêu? 250, ấy 270. Nhẫn hộp dưa 270 nha. Su xin. Nhẫn hộp dưa 270 nha. Cái dây này 400k giúp em đi, dây này 400k giúp em đi. Đây nha. Dây N 400k giúp em nha, dây N 400k. Nó hơi bị đẹp luôn, 4 tấc rưỡi, ai muốn ngắn ngắn đeo rất đẹp. Rồi rồi rồi. 4 tấc rưỡi nha. VN 4 tấc rưỡi. Rồi có xi men được rồi, ngủ đi em. Đó hổm rày á, cứ là nhốn nháo xi men, xi men đó, bây giờ có xi men rồi đó, còn ai nhốn nháo nữa không? Cái này đi nhỏ xíu xíu nè mấy chị, đi 47 nè. À, cái gì đó em gửi, em chụp hình gửi qua cho chị đi, chị xem coi tới chưa. Cái này đi 47 nè mấy chị. Xi men đi 47 nè, ai tay nhỏ xíu xíu. Cái tay ai nhỏ xíu xíu vô đây. 27, 27 cái gì ta? 270 cho Linh Nguyễn nè. 270 cho Linh Nguyễn nè. Xi men hàng cái này hàng thường, xi men hàng thường em ơi, xi men hàng thường. Hàng thường. Cao cấp có 2 bộ luôn Tú Nguyễn ơi, cao cấp có 2 bộ hàng cũ nè. 2 bộ hàng cũ nè, cao cấp nè. 3 triệu nha. 3 triệu cũ chứ 99% rồi.
0964930410. Linh Nguyễn nè. Lắc khoan lật. Lắc khoan lật ni mấy bạn ơi? Lắc khoan lật ni mấy chị ơi? Lắc khoan lật ni mấy? Lắc 2,5 chỉ có nè, 2,5 chỉ chị đang đeo nhé. Còn một cái 2,5 chỉ nữa nè. Còn một cái 2,5 chỉ là 1 triệu nè. Ni 52 nha mấy chị. Ni 52, 2,5 chỉ 1 triệu nè nha. Cái này ni 50, ni 54. Ni 54. 1 triệu 150k, 1 triệu 150k. Củ ni 50 đó gái ơi, củ ni 50 nha Cẩm Tú. 3 bộ ni 52 cho Loan Thanh. 3 bộ ni 52 bản mấy ly á, bản mấy ly? Bản mấy ly á? Bản 2 ly rưỡi với 1 ly rưỡi nó lấy bản mấy ly? 2 ly rưỡi với 1 ly rưỡi. 2 ly rưỡi á thì nó 400, ý nó 500k, 1 ly rưỡi là nó 400k nha. 1 ly rưỡi nó 400k. Lấy mấy ly? Dây chuyền 6 tấc 500 không lấy bao nhiêu tiền vậy? Dây chuyền 6 tấc 500k bao nhiêu tiền? 6 tấc 500k. À đây nè. Không lấy mặt bao nhiêu hả? Không lấy mặt, cái này 350, cái dây không có lấy mặt 350. Lên số điện thoại Loan Thanh ơi, lên số điện thoại. 300k, 300k cho con gái của mẹ. 300k, 300k cái gì ta? 300k cái gì ta? 300k dây lá me hả? Dây lá me 300k hả? Em nói là dây lá me 300k cái gì? Lắc khoan lật ni 50 không có, có ni 52. Cái đang đeo là ni, cái tay này nè, nó có thể là ni 50 nè, có thể là đang đeo nè, ni 50 nè. Đó có nè, cái của em đang đeo là ni 50, tại tay em 49 mà đeo gì nè. Là vừa nè. Đó ai chốt thì chốt giùm em nha. 3 bộ ni 52. 3 bộ ni 52. 3 bộ ni 52, 1 bộ ni 53, không có ni 53 em ơi, 52 54. Chuyện cũ. Cái dây này em nói dây này hả? Cũ nãy giờ một đống cũ luôn, cái này dây này đó hả? Dây này vừa dây vừa mặt luôn 500k, vừa dây vừa mặt luôn 500k. Để Loan Hùng, Loan Nguyễn nè. Một ly rưỡi. Ly rưỡi ni 52. Ly rưỡi ni 52 đây, ly ni 52 coi. Ni 52 đây, ni 52 đây. Ba bộ ni 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Còn 4 bộ lấy hết luôn đi. Còn 4 bộ lấy hết luôn đi. Còn 4 bộ lấy hết luôn đi gái ơi. Chừa 7 chiếc kia không biết nữa. Bao trăm ca. Không 7, 6, 8, 5, 6, 9, 9, 7, 3, 2, 4, 6, 8, 10. Loan Nguyễn, Loan Thanh nè. 4 bộ nó chặt. Con gái của mẹ chốt 3.000 là cái gì ta? Chốt 3.333 300k là ba gì? Ba cái là chốt cái gì á? Là dây lá me đúng không? Chốt 300k là dây lá me đúng không? Rồi,
4, 6, 7. Hai bộ 300k, cái gì 300k? Cái gì 2 300k? Trời ơi, cho nó rõ ràng những cái vô nội ơi. Để tôi mà rõ rõ viết từ tôi si gẫm viết từ bắt chép luôn. Hình như đi 54 không có này gái ơi. Đi 54 không có, đi 52 nè. Để đi 54 nè. 52 56 nè. Đi 54 hết rồi, đi 54 hết rồi. Đi 54 hết trơn rồi. Đi 54 hết rồi. 4 bộ 52 bao nhiêu tiền? Nếu mà 4 bộ 52 mua bộ bự đi, mua bộ to đi. Đi 54 hết rồi. Còn giờ còn 40 mua còn 50 nè. Giờ còn 50 nè. 56 nè, còn 50 56 nè. 4852. 4852. Hai bộ 3 triệu. À, hay gì đó. Hai bộ 3 triệu đúng không? Con gái của mẹ. Trời ơi, đúng rồi. Chết rồi. Chốt cái này. Hai bộ 3 triệu hình như có người chốt rồi. Ở đây nè, đây nè. Rồi cảm ơn Thi Quỳnh nha. Chị tranh thủ gửi hàng sớm giùm em nhé, đang đi đám. Bữa nào em đi đám á? Bữa nào em đi đám? Chị ơi qua bên cái Zalo inbox giùm đi. Ở đây không có nhớ nổi đâu, đi 52 bao nhiêu? Đi 52 chỉ có một bộ một á. Đi 52. Bây giờ em có 10 chiếc nè. Giờ em có 10 chiếc đi 52 hàng cao cấp nè. Còn cái này là hàng thường nha. Cái này là hàng thường nha. Cho Thanh Loan lấy 3 bộ nha Thanh Loan ơi. Thanh Loan có 3 bộ nha. Đi 52 2 ly rưỡi cho Dân Bích nè. Dân Bích 2 ly rưỡi để em kiếm coi nó có không. Điện giùm ra mấy chị ơi, đừng điện. Đi 56. Đi 50. Đi 58. Đi 48. Rồi 52 em hết rồi mấy chị ơi. 52 hết rồi. 52 hết rồi, 52 còn một bộ một. 52 còn một bộ một. Cái 400 cái 500 chị ơi, cái này là hàng thường nha, cái này là hàng thường. Cái này là bộ 2 ly rưỡi là nó 500 nha, còn cái là 1 ly rưỡi là 400 hàng thường nha. Rồi lấy 4 bộ đi, 4 bộ cho Thanh Loan nè. 4 bộ cho Thanh Loan nè. Tại vì cái này cũng đeo 4 bộ nè, cái này cũng đeo 4 bộ nè. 4 bộ nè, một size nè, nó cũng bình thường thôi, có gì đâu. Thí dụ như ôm trên cùm này chút xíu, nó đâu có gì đâu. Lên dây nhỏ. Không, quỷ diệt không có chốt đơn. Chốt tàu lao gì đâu, không hỏi tàu lao gì đâu, không có chốt. Hàng thường 400k, 500k. 150, một bộ là 400k. Ê, 1 ly rưỡi, còn 10 chiếc nhiêu tiền, 10 chiếc có 3 triệu á. Cái hàng này đi 52 là hàng cao cấp, 10 chiếc là 3 triệu nha. 10 chiếc là 3 triệu hàng cao cấp nha. Hai bộ đi 50. Xi măng hai bộ đi 50. 800k rồi. Cho Phương Nguyên nè. Phương Nguyên ơi, còn 3 bộ hút hết cho rồi. Còn 3 bộ lấy hết luôn cho rồi. Rồi chốt gì tùm lum hết trơn vậy trời. Con gái của mẹ nè. Chốt gì tùm lum hết trơn vậy.
hai bộ ni 50 còn ba mà 10 bộ ni 52 phải không? 10 chiếc ni 52 phải không? Phương Nguyên. 0 3 4 9 8 3 3 2 4 7. Phương Nguyên à. Chốt 10 chiếc cho Nguyễn Nữ nè. Chốt 10 chiếc cho Nguyễn Nữ đi. Phương Nguyên hồi nãy chốt cái kia rồi. Chốt cái kia ni 50 rồi. Ni 50 khác rồi, ni 52 nó mã cái mẫu nó khác chứ không phải là đeo chung cho được đâu. 2 4 6. Rồi chốt như vậy rồi sau này cái sau không có chốt được. Để thì tới chốt đơn cái xả luôn cái nó ấy nữa. Rồi cho 3 bộ luôn nè. Để chốt đơn cái xả tùm lum tùm la nữa, 1 đi rưỡi 5 2 0. Đi rưỡi 5 2 hết trơn rồi. Đi rưỡi 5 2 hết rồi, còn 5 6 50. Còn 5 6 48 à, còn 5 6 48, 5 8 luôn. Này phải không? Này phải không? Cái này phải không? Bin bin cho chị bin bin lấy cái này phải không? Lấy thì ok giùm em nha. Rồi cho em cái số điện thoại luôn nha, cho Nguyễn Nữ nè. Ni 52 nè. 2 4 6 8 10. Đẹp ghê xỉu luôn. Ni 52. Bây giờ hàng cao cấp nó đâu có ra nữa. Hàng cao cấp nó đâu có ra nữa. Dòng lưới có hội được không? 52 hết trơn rồi, 52 hết rồi. 52 hết rồi. Cho pin pin nè. Trời khổ quá, xin số điện thoại. Biết sao không, xin số điện thoại vô gõ vô Zalo á, tìm nó nhanh giống vậy trơn á. Ví dụ như bim bim cái gõ ra cái là nó lên một hàng dọc vậy đó, su bin rồi bim bim rồi bim bo gì tùm lum tùm la hết trơn. Bởi vì em xin em kiếm cho từng người nó khó. Ni 50, ni 56. Còn 6 chiếc bao nhiêu? Ni 50. Ni 50 6 chiếc chị đâu còn đâu? 7 chiếc mà. Còn 7 chiếc mà. 2 4 6 còn 7 chiếc ni 50. Còn 7 chiếc ni 50 nha. Còn 7 chiếc ni 50. Ni 56 là 400k, ni 56 là 400k. 56 có, 58 có, em còn 2 bộ, 2 bộ ni 56 nè. 400k 2 bộ 800 nha. Nhận ngon ngút bao nhiêu tiền? 200k. Cái này là 400k nha. Cái này là bản 1 ly rưỡi là 400k, còn 2 ly nè. Ấy 2 ly rưỡi là nó 500k, 2 ly rưỡi 500k. 2 ly rưỡi là còn là ni 48, ni 50 nè, 48 50 56 58. 48 50 56 58, 54 em hết, 52 em hết. Đó. Hết 3 bộ rồi còn 2 bộ à. Hết 3 bộ rồi còn 2 bộ. Hết 3 bộ rồi còn 2 bộ nha. Cái hàng này rất là đẹp. Nếu vậy thì chốt 56 đi. Nếu vậy thì chốt 56 của bản 2 ly rưỡi đi. Bản 2 ly rưỡi nó to hơn, 56 thì nhìn thấy nhiều hơn, nó đầy đặn hơn. Đây là bản 2 ly rưỡi nè. Thấy 3 bộ thì nó đầy đặn hơn. Ờ nhẫn cưới, đúng rồi nhẫn cưới. Em ơi làm sao chị nhớ nổi. Biết bao nhiêu người kêu chị chừa, làm sao chị nhớ nổi. Hàng còn về hoài, yên tâm đi. Hàng còn về hoài. Bữa nay em đưa bán ấy mà em lấy 2 bộ ni 56. Gái xinh thì chốt đơn cọc mới đi đơn nha. Gái xinh nè. Chốt đơn cọc mới đi đơn nha gái xinh ơi. Có cọc không á, cọc thì chị mới đi đơn nha, ok thì chị chốt nha.
Nè, gái xin số điện thoại 165 nè. Sập chị mới đi đơn. Em đi đám mà, trời ơi khổ quá. Đi năm 2 hết trơn rồi. Đi năm 2 hết trơn rồi. Đi năm 2 hết trơn rồi. Gái xin có chịu cọc giúp chị không? Cọc thì chị mới đi đơn nha. Để coi em qua inbox giúp chị đi, rồi chị coi coi có ai xả không. Như 54 cũng hết rồi. Bên đây là còn 56 nè. Bên đây còn 56, 58 nè. 48, 50, 56, 58. 48, 50, 56, 58 này 47 chứ không có 46 nha. 47. 47 chứ không phải 48 nha, 47. 47, 50. 56, 58. Rồi. Sao tạo Facebook rồi? Bị ấy hay gì rồi? Bị hack hay gì rồi? Cái này nó 58 nó lọt lòng nha. Để xem coi nó có lọt lòng không. Không, em thông cảm mình chị đi, chị không có nhớ nổi đâu. Chị không có nhớ nổi đâu, biết bao nhiêu khách dặn mà làm sao chị nhớ nổi 54. Bây giờ là chỉ còn là 56 nha mấy chị ơi. Xi-men cao cấp như 54. Xi-men cao cấp như 54 là giống như chị đang đeo nè. Rồi cái này 56, 58. Rồi không lọt dòng nha. Không lọt dòng là ok được nè. 56, 58. Rồi nha. 2, 4, 6, 7. Rồi em còn bộ 58 đó. Em còn bộ 58 đó. Ngọc Ngọc 3 bộ đi 58. Chị em đặt 3 bộ đi 58. Sao tới giờ em mới lên tiếng? Tới giờ mới lên tiếng. Thôi giờ lấy 5 sao đi, lấy 2 ly rưỡi đi. Lấy 2 ly rưỡi đi chứ giờ hết rồi. 0 3 4 9 8 3 3 2 4 7. Phương Nguyên. Ủa 7 em chốt lộn rồi. Em đi lộn rồi. 0 9 1 7 6 9 4 1 6 5. 2, 4, 6, 8, 10. Gái xinh nè. Em ơi cái đó em đo đi giùm chị đi. Em đo đi giùm chị đi. Vì nãy thích ly rưỡi, sao nãy giờ không lên tiếng. Lính thinh rồi làm sao biết được đâu chốt không nội. Chiếc nhẫn ngón giữa hột đỏ bao nhiêu từ? 270 nghe Úc cô ơi. 270. Đây, đi 54. Đi 54 hàng cao cấp, hàng giống em đeo này. Đi 54 nha mấy chị. Đi 54 nha. Đi 54, đi 54. Đây. Chốt 2 bộ cho Tôn Quyền nữa nè. 2 bộ đi 50 cho Tôn Quyền. Đi 54 đó 2 triệu 500 ngàn nha. 2 triệu 50k một bộ. 2 triệu 50k một bộ. Cái Tôn Quyền đi 50 nè. Mấy chị ơi, mấy chị chốt chắc ăn hay chốt giùm em nha. Chứ đừng thấy mà đẹp đẹp rồi nhào vô ham quá rồi chốt xong rồi chốt nếu nôm na là chốt gạo đó. Em không có chịu kiểu đó đâu nha. Đấy chị chiếc nhẫn 270. Rồi, chị lấy màu gì chị ơi, ni mấy chị ơi? Lấy màu gì ni mấy á chị Vin Vin? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Rồi, em vẫn còn lại rớt lại một bộ đây. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Rồi chiếc này nó là 14. Tôn tiền nè. Rồi tôn tiền em chốt cái gì đây? Em chốt cái này là hình như là em có một bộ rồi mà sao vậy? Em có một bộ đi 50 hay gì rồi nè. Em có một bộ đi 48 rồi nè. Rồi em chốt cái này nữa là em chốt tùm lum tùm la vậy. Màu đỏ đi 7.
Màu đỏ đi 7, hình như là chiếc nào em đeo là đi mấy đây không biết nữa. Con tiền em đâu rồi á? Chốt chốt đâu ra đó. Cái nào là chốt cái nào chắc chắn giùm chị, đi 6 hay không có đi 7 nha. Đi 6 không có đi 7. Chị Biên Biên ơi, có đi 6 không có đi 7 nha. Không. 8 8 9 8 4 5 2 7 9. Rồi đi 6 ok nè. Cộng dây nam 1,9 triệu. Xi men cao cấp có không? Xi men cao cấp, xi men cao cấp chỉ còn có một bộ một à. Xi men cao cấp còn một bộ. Như hai bộ hay gì, còn hai bộ hay gì á. Để xem. Lắc đeo chị nói bao nhiêu? 1 triệu em ơi, 1 triệu. Mấy chị ơi, mấy chị mà thí dụ như comment mà em không thấy rõ á, em không trả lời, mấy chị chịu khó chốt lấy, chịu khó mà comment lại giúp em nha. Chịu khó comment lại giúp em nha. Một bộ đi 54. Một bộ đi 54 của Nguyễn Nữ. Là có nghĩa là lấy cái này chen vô cái kia đúng không? Em còn hai bộ đi 50 nè. Con tiền comment gì cho rõ ràng giùm nha. Nói chung là hai bộ đi 52 đúng không? Còn hai bộ đi có hai bộ đi 1 2 phân rưỡi, còn một bộ đi 1 phân rưỡi là bỏ lại đúng không? Cái nào cho chính xác? Để rồi cái nào cũng lấy cho cả đàn cái đống đằng này người ta không có người ta bán. Rồi cái tới chừng xuống like rồi kêu xả là em không chịu đâu. Đâu ra đó. Mấy chị chốt cảm thấy chốt chắc chắn thấy chốt nha mấy chị. Chứ cũng không ai ép mình cứ chốt thoải mái, cứ ngồi suy nghĩ thoải mái rồi hả chốt. Đi 52 không có rồi, đi 52 không có rồi nha Nguyễn Nữ ơi. Đi 52 không có nè. Bây giờ em có hai bộ đi 47 và hai bộ đi 50. Một bộ đi 50, hai bộ 47. Cái này mình đeo một cây gì đẹp nè cũng chị. Trời ơi nó đẹp như gì nè. Đây nha, ở dưới là 48 chứ không phải 47, 48. Có ni 48 nha Trâm Anh ơi. Có ni 48. Ở dưới là ni 48 mà ở trên là ni 50 nè. Đó mình đem như gì là được rồi. Ok nè. Đem như gì là ok nè. Ai tay nhỏ thì phóng vô đây. Ai tay nhỏ thì vô đây. Ni 48 nè, ni 58 nè, ni 58 nè. Đó em còn hai bộ ni 58 đó. Cao cấp hả? Cao cấp ni 54 hả? Hồi nãy là chốt đi 52 rồi, bây giờ chị chốt 54 hả? Để coi nó có nhảy vòng không nha. Để coi có nhảy vòng không, nhảy vòng thì em hú với chị, còn không nhảy vòng thì em chốt cho chị được. Tại vì nó Rồi. Một bộ ni 50, hai bản 2 ly. Trời ơi sao mà tùm lum vậy trời. Rồi chị không nhảy vòng. Không nhảy vòng hơi bị đẹp nha. Cái này em sẽ làm cái màu cho nó giống như cái này cho chị nha. Làm cái màu sẽ giống như cái này. Không nhảy vòng nha chị nha. Ok không? Rồi. Trời ơi hơi bị đẹp luôn. 2, 4, 6, 8, 10, 12 14, 16, 17. Một cây 2, một cây lã 2 phân. Cái kia 100 ngàn em không tính. 100 ngàn. 100 ngàn đó. Trời. 100 ngàn làm sao không tính. À, 5 triệu lẻ 100k. Trời ơi, 100 ngàn hay 100 ngàn là làm sao không tính.
một cây lẻ 2 phân. Em chưa tính 7 ly nữa đó. Em chưa tính 7 ly nữa đó, 7 ly là 35 ngàn đó. Không, không có, có bạn nhỏ không, có bạn lớn. Có bạn nhỏ không à. Cái bộ của chị Nguyễn Nữ đẹp á, 54 mà nhảy lên, 52 nhảy lên 54, nhưng mà nó rất là liền. Nó rất là liền dòng, nó không có nhảy cao. Rồi bây giờ là em còn ni 54. Rồi em còn ni 50 nè, ni 48 nè. Rồi ni 56 nè, ni 58 nè. Rồi 56, 58, 48, 50. 48, 50, 46, ý 58, 56. Nè ha. Rồi là còn khoảng 2 ly, em còn 2 bộ ni 50 nè, 2 bộ ni 50. 2 bộ ni 58, 2 bộ ni 58 này 1 triệu nha. 2 bộ ni 58 này 1 triệu. 2 bộ ni 48 vẫn 1 triệu mà 2 bộ ni 58 vẫn 1 triệu. Thấy lời không? Lời một khúc luôn á. Lời một khúc luôn á. Một triệu hai bộ nè. Đây nha. Ok không? Rồi rồi rồi, thảy cho xin cái số điện thoại. Thảy cho xin cái số điện thoại. Thảy cho xin cái số điện thoại nha bạn ơi, em ơi. Thanh Tuyền, hai bộ đi 50 đó là, hai bộ đi 50 này là 800k, bản nhỏ nha. Hai bộ đi 50 này 800k, bản nhỏ nha. Bản nhỏ, bản nhỏ. Còn bản lớn này, hai bộ này 1 triệu. Rồi Tâm Anh thảy số điện thoại nè. 0944075368. Tâm Anh nè. Tâm Anh Phạm. Rồi em còn 2 bộ đi 50. Em còn 2 bộ đi 50 800k. 2 bộ đi 50 800k đẹp lắm mấy chị ơi. Đẹp không tì vết luôn. 800k nha, 2 bộ đi 50. Một 2 bộ 48, 2 bộ 50 luôn. Cái này là 1 triệu, một 2 bộ 2 triệu, 2 bộ 1 triệu nha. 2 bộ 1 triệu. Rồi là em còn 46, 48, 50. Rồi cái này là còn bộ 56 nè. Còn bộ 58 chứ không phải 56 nữa. 58. Còn bộ 58. Rồi bữa nay dây dòng lắp gì, collagen gì quên lên hết rồi, lên ba xi men không mà quên ba cái gì hết trơn rồi mấy chị ơi. Bữa nay collagen mấy chị ơi, em tới giờ ăn hút rồi. Bây giờ uống collagen rồi. Ai muốn trắng da thì nhào vô đội em. Ai muốn trắng da thì vô đội em. Chiếc lắc cũ này 350 nha mấy chị. Chiếc lắc cũ này 350 nha mấy chị ơi. 350, 350 lắc nhà cũ nha. 350 nha mấy chị. Ai muốn trắng da đẹp da thì vô nha. Ai muốn trắng da đẹp da thì vô nha. 250 một hộp. 250 một hộp. Một hộp uống nửa tháng là thấy có kết quả liền. Nửa tháng là có kết quả liền. Em mua em uống nè. Nhưng mà em thấy ngon quá, đẹp quá, tốt quá. Em mua em về em bán luôn. Nó thơm nó ngọt. Bữa nay chị nhận được hàng của em rồi mà đeo không có vừa nên đổi lại. Chị đi 6 rồi, chị chịu tiền xếp cho em nghe. Rồi cảm ơn chị. Ai còn lên gì nữa không mấy chị? Còn lên gì nữa không? Sao em thấy nó im ru vậy?
8 giờ 4 mấy phút mà sao vắng chợ vắng vậy? Em có cái kiền cũ nè chị. Em có kiền cũ nè, có ai chốt không á? Em có kiền cũ nè, có ai chốt không mấy chị ơi? Kiền cũ nè nghe. Kiền cũ 500k cái mặt 250. Kiền cũ 500k cái mặt 250, cái dây em đeo là 500k nha. Cái dây em đeo là 500k. Ai chốt gì không ạ? Có ai chốt gì nữa không ạ? Một bộ đi 58. Mỹ Tâm nè. Còn một bộ đi 58 này. Còn một bộ đi 58 400k, đẹp lắm. Một bộ đi 58 400k nha. Đẹp lắm nha mấy chị. Đẹp dữ lắm. Mỹ Tâm nè. Không 0399913085. Mỹ Tâm ơi vô inbox nha. Mỹ Tâm ơi có inbox được không á? Có inbox được không? Hình như là chốt đơn có inbox được chưa? Có khách quen hay khách nơi, khách cũ hay là khách mới á? Mỹ Tâm nè. Em gì? Nhận lắc rồi đẹp. Sao không bán cho mình cái khóa dây chuyền để shop? Cái khóa dây chuyền. Ơ rồi. Rồi. Khách cũ hay khách mới á Mỹ Tâm ơi, có inbox được không? Có inbox được thì chốt nha. Cảm ơn em nhiều nha. Rồi có rồi, cảm ơn nhiều nha. Phạm Thanh ơi. Phạm Thanh ơi vô inbox giùm chị đi. Giùm vô inbox giùm đi. Chị ấy chị gửi cái khóa cho. Chị gửi khóa cho. Quên á chứ không gì. Quên. Cho xem vòng tay. Em không nhớ rõ đâu, không nhớ rõ, chị không nhớ rõ là đi mấy đâu. Tại vì nhiều quá rồi không có nhớ nổi khách tay đi mấy. Đây nè mấy chị. 40 mấy rồi đó mà cái chai gì nè. Đó. Đây nha. Không bánh cúp không gì hết. Uống cái này đi mấy chị. Em thấy em uống được, em mới mua về. Nó vừa rẻ mà nó vừa có xi men rồi em ơi, có xi men rồi. Nó vừa rẻ mà uống nó vừa hiệu quả mà nó vừa tốt mà nó giải khát, nó rất là ngon nữa. Nó ngon, nó ngọt ngọt thơm thơm, nó thơm mùi đậu biếc, nó thơm. Đậu biếc măng cục á, nó là coi bằng thực phẩm chức năng collagen, đậu biếc măng cục á. Nó không phải là thuốc uống mà nó là thực phẩm chức năng. Thì em còn 2 bộ đi 50 nè. Em còn 2 bộ đi 50, 800k. 800k nha. Còn cái này là 2 bộ 1 triệu, 2 bộ 1 triệu. Ni 50, ni 48, ni 56. 56, 50, 48. Cái này là 2 bộ 1 triệu nha, 500k một bộ nha, 500k một bộ. Còn này 2 bộ là 800k, 2 bộ 800k nha mấy chị. 2 bộ 800k nha mấy chị. Mấy chị ơi, chị nào có đơn vô inbox giúp em nha. Chị nào có đơn vô inbox giúp em. Vô inbox giúp em nha mấy chị ơi, còn 2 bộ ni 50 này, 2 bộ ni 50 này. Cảm ơn em nhiều nha. Có biết xài đâu, inbox gì đâu. Phạm Thanh hả? Thì bây giờ có xài Facebook là có vô trong nhắn tin được. Collagen uống trắng da. Trắng da đẹp da em ơi. Trắng da đẹp da. Rồi là nó cái nói chung vòng ngọt của mình rất là tốt. Da thịt nó săn chắc, nó rất là tốt. Cho em xem dây 450k. 450k gì ta? Ủa gì gái? Ý em nói dây này đó hả? Ý em nói dây này hả? Chị có mặc dây chuyền, đâu có mặc dây chuyền, đâu có 1,5 triệu. Vòng tay ngà cũ ni mấy? Cái này ni đa năng. Từ ni 50 cho tới 56, ni 50 tới 56. Ví dụ như mình móc sáng ở trong này ni 50 nè. Còn móc tới tăng đưa ra ngoài nó ni 56. Đây, cái tăng đưa nè, móc thoải mái ra ngoài có ni 56. Chị ơi, 2 bộ xi men
Chị ơi, hai bộ xi men đi 50. Chị cho em xem nếu còn. Hộp 250 gái ơi, hộp 250. Đây hai bộ này là chắc ăn, chốt giùm, chốt giùm chị nha. Chắc ăn thì chốt giùm chị nha. Đây, hai bộ 800k. Cho em mua một bộ 400k được không chị? Em ơi, có hai bộ à, em lấy một bộ còn một bộ làm sao? Mua giùm chị hai bộ đi. Một hộp 250 nha, một hộp 250. Lúc đầu á, lúc đầu mua hai hộp, mua hai hộp uống một hộp. Uống một hộp tốt quá trời tốt luôn, có giặt đặt thêm hai hộp nữa. Lúc đầu em mua một hộp có tốt quá trời tốt, có đặt thêm hai hộp nữa. Hai hộp nữa cái bắt đầu cái uống thêm mới có một hộp, bắt đầu lấy gì bán cái không đủ hàng cái mới lấy cái hộp 320 của tôi đem ra bán. Tôi mua là 320 đó, hai hộp nó miễn phí ship, mua tại công ty đó mà còn gì đó. Rồi bắt đầu là càng mua số lượng càng nhiều thì nó càng rẻ, bởi vì thấy nhị hốt về 50 hộp. Cho em mua một lấy dây củ dài 6 tấc. 350 không có đó, không 6 tấc đâu. Không 6 tấc đâu, đừng đòi hỏi nha. Đừng đòi hỏi 6 tấc em không có. Cái này 5 tấc à? 5 tấc 2 à? 5 tấc 2 à? Có xi măng cao cấp còn đi 54 em ơi, còn đi 54 3 bộ, xi măng cao cấp còn đi 54 3 bộ. Đi 54 3 bộ nha. Đi 54 3 bộ xi măng cao cấp. 2.050k một bộ. Có cái dây cũ này nè, 6 tấc nè. Có dây cũ này 6 tấc là được không? 350. Trần Phúc Thiện ơi, dây cũ 6 tấc này 350 được không? Có cái mặt luôn là 500. Là cái dây này dây cũ nha, có mặt luôn là 500. Không có dây đu phụng nha, không có dây đu phụng. Đây nghe Trần Phúc Thiện ơi, chốt thì ok giùm. Đây dây này 350 nè. 6 tấc nè. Không có em ơi, không giống, không giống, không giống hai bộ của em nha. Đeo 48, 48 chỉ còn 2 ly rưỡi. 48 chỉ còn 2 ly rưỡi, 2 ly rưỡi của hàng hội, ý của hàng hàng cao cấp, hàng thường, hàng hội đó. Chốt vòng tay ngà 350 cho Mỹ Hạnh. Nói chung là trắng da. Trắng da. Nó dạ, không có nếp nhăn, không có giảm nè. Không có nó nhanh ra. Hồi lúc đó anh cười cái chắc là cái rảnh kinh khủng luôn. Mà giờ đâu có đâu. Trắng da, căng da. Nói chung là nó nội tiết tố nó rất là tốt. Tầm tàn nhang đồi mồi gì đó lạng mắt hết. 3, 8, 1, 2. Rất là tốt. 2, 4, 6, 8, 10. Mỹ Hạnh. Rồi cho chị Mỹ, cho chị Thanh Hà nè. Cho chị Thanh Hà nè. Dây có mặt đó chị. Dây có mặt hả? Ờ, vậy là dây đó đó hả? Trần Phúc Thiện này, Trần Phúc Thiện vô anh bóc được không á? Trần Phúc Thiện vô anh bóc được không á? Không, 3, 3, 6, 6, 7, 3, 7, 7, 5. Đúng rồi. Chị, cái dây đó người ta lấy rồi, chị chốt sao rồi? Chị Thanh Hà, là Trần Phúc Thiện chốt trước rồi. Trần Phúc Thiện lấy chốt trước rồi. Cái này là em làm sáng rồi em mới bán đó. Chứ mà hàng khách mà bán lại rồi là nó không có được gì. Em về em phải làm một cả buổi chiều này. Em làm, em phải làm sáng lại rồi em mới bán. 0336673775. Rồi đúng rồi, Trần Phúc Thiện nè. Rồi là em còn một cái dây cũ này nè, cái dây cũ này nè,
cái dây cũ 450 nó 5 tấc 2, dây cũ 450 nó 5 tấc 2 nhé, 5 tấc 2 nha, dây cũ 450 nó 5 tấc 2, 450 5 tấc 2, ai chốt chốt giúp em nha, 450 5 tấc 2 đây đó, 450 450 được, cái đó là chữ công nha, cái đó là chữ công. Phạm Thanh gì nè, chốt đơn có inbox được không? Inbox được thì inbox nha. Sao mấy chị im ru hết á mấy chị? Xung sao rồi lên cho nó xôm tụ rồi lên, em còn còn hứng thú em like chứ hồi em buồn ngủ em lủi đi ngủ nữa. Rồi buồn ngủ rồi tắt ngủ nữa. Xung sao rồi lên đi. Xôm tụ rồi lên đi. Nghe xung sao thấy trong lòng nó chuốt cho em. Chấm bài mấy chị ơi, mấy chị ơi, mấy chị ơi, chấm bài mấy chị ơi, cái đi nè, cái hàng này đâu cần thiết phải xi, chỉ cần quay bóng là thôi à, dây cũ có chỉ 7 em ơi, chỉ cần quay bóng đem vô tiệm bạc quay bóng đó là xong mà, đâu còn gì phải xi mấy chị ơi, cái hàng này có file đâu mà xi, đeo vô thì mấy chị đi quay bóng giúp em, quay bóng nó có 20-30k một lần quay đó ha. À, em còn nhiêu đây, em còn nhiêu đây, ni 50 48 ni 50 48 ni 50 và 48 và 56 em có cái dòng này 350 nè, có ai chốt không ạ? À? Cái dòng này 350 nè, cái dòng cũ nè 350, dòng hạt chai cũ 350. Đi rồi Nguyễn bé ơi, chốt bữa nào đi bữa nấy, chốt bữa nào đi bữa nấy, dặn với lòng là không để rớt đơn. Có nhẫn nào chà neo đâu, không có chiếc nhẫn nào chà neo đâu, có nhẫn kim tiền 200k, nhẫn kim tiền ni 4 nha, có lắc nha Hồ Hưng ơi, có lắc nha, có lắc hộp nè, lắc hộp nè, lắc bi nè, lắc lật nè, lắc xích nè, lắc khúc nè, đợi, lắc khúc bên kia, lắc lưới nè, và cái mâm lắc bên kia, muốn lắc gì thì anh bóc nha, 350 nha, ba ngọc, 270 nha, 270, cái nhẫn hột trà trên tay 270 nha,
270, 270. Mấy chị ơi. Lắc nhỏ 1 triệu, lắc lớn 1 triệu tư. Lắc nhỏ 1 triệu, lắc lớn 1 triệu tư. Mobi Viettel cũng được, chuyển khoản thì càng tốt. Cái này 1 triệu nè. Cái này 1 triệu mấy em không nhớ nữa. 4,5 triệu, 1,7 triệu. Cái này 1,7 triệu nè. Cái này 1 triệu nè. 1,7 triệu nè. 1,150 triệu nè. Ở lắc chị đang đeo là 1 triệu á. Lắc một chị đang đeo 1 triệu á. Đang đi đó. Đơn thuốc nó đang đi á. Có xi men kim cương đi 52. 3 chiếc không chị? Trời ơi đâu mà bán 3 chiếc em ơi. Ni 6 à chị ơi, ni 6 à. Hộp trà này ni 6, ni 5 gì hả? Ni 5 mà chứ không có ni 6. Ni 5. Còn nhiều hộp lắm, còn nhiều màu nè. Nè có ni 6 nè, ni 5, ni 6 nè. Ni màu trắng nữa nè, ni 5, ni 6. Kiện cũ 500k cho một cõi đi về nè, có inbox được không? Một cõi đi về ơi. Em có inbox được không? Một cõi đi về có anh móc được không? Có anh móc vô anh móc giùm chị nha. Đẹp lắm nha. Cái nhà lưu ý em chốt đơn inbox cho em, không có gọi điện chốt đơn nha mấy chị, đừng chờ em gọi điện chốt đơn. Xi men cao cấp có đi 50 không? Không có thì mình yên. 0 7 8 6 4 6 5 5 9 4. Cái này nó dặn mình bẻ hay sao, mình bẻ bẻ hay sao bẻ dạng dẻo dẻo. Rồi cho ba ngọc nè. Em chưa nghĩ mà bản nó tưng bừng lên nè. Ni 50 còn bản, ni 50 còn bản còn bản to nè. Ba Ngọc ơi, chị inbox được không á? Chị có inbox được không á chị Ba Ngọc ơi? 8229052. Sao em tắt like mấy chị ơi, em tắt like. Hẹn trưa mơ gặp lại nữa. Hẹn trưa mơ gặp lại nữa. Em chưa bỏ cuộc. Em tắt like, hẹn mơ trưa mơ gặp lại. Bye bye, chào cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon nha.